Hello. Hello. Hello, Ray. Xin chào mọi người, giờ đang ăn đồ ăn cơm. Mico ăn cơm. Ăn cơm thôi nào. Video không biết được không? Này hả? Nước. Ngon không? Mùi lá không vậy nè. Quay vô. Hai con quá đẹp bên đây picture. Quá đẹp luôn. Nè, mọi người thấy mấy con hồi nhỏ mấy con quá đẹp không? Chị nói chị quá đẹp ở trong cái video này, chị quá đẹp luôn. Nè, mấy con có thấy quá đẹp luôn. Thấy chưa? Ok, xin chào mọi người. Bây giờ bữa cơm chiều. Hôm nay mình ở nhà. Coi coi. Hello kìa. Chanh. Ôi trời, chanh quay. Ôi, chị anh quay phim nè. Quay phim hello. Hôm nay giờ bữa cơm chiều. Mình đốc anh chị ăn đây. Nè. Thường thì mình cho tự ăn, nhưng mà cửa mấy cái cửa bữa cơm mà chính vậy á là thường không chịu ăn. Nên mình phải đốt. Mình làm một tô gì nè mọi người. Một tô gì nè với thịt cốt lết á. Thịt cốt lết mình xé ra. Mình đốt hai chị em ăn. Ăn vậy chứ không được nhiều đâu. Nè, mi con. Nè con. Đây, nè con lẹ lên. Rồi. À. Mà đồ ăn tây á mọi người là mình để cho ăn một mình, chứ mà mấy cái đồ này là nè con ăn cơm á thì mình thường có ba ở nhà thì cho tự ăn, nhưng mà không có ba ở nhà là phải đúng ăn cho lẹ. Cái anh này á là anh ăn á cơm riêng rồi thịt thà riêng, chứ mà cái thứ mà trộn chung hầm bà lằng sắn cấu gì không chịu ăn, thành ra ăn cho phần cơm xong rồi ăn cho cục thịt riêng đó, vậy đó. Hồi mình về Việt Nam á mọi người tin không, năm mình 2 năm về trước mình về, mình xài cái phone cũ mềm vậy nè, bể rách hết vậy nè. Không biết năm mấy nữa mấy cái phone mình xài nó bị bể hết á, đâm ra mình chừa lại mấy cái phone cũ thì đang cho mấy nhỏ nó coi, rồi hoặc là trường hợp mà hư phone mình có hư mình có xe cua mình xài đó, thì cái 2 năm về trước mình về mình xài cái phone vậy á. Mà trong khi bên Việt Nam giờ là ta xài iPhone ì đùng luôn, mà mình đâu có rành mấy cái iPhone đâu, mình không có xài iPhone, mình xài Samsung không à. Đâm ra hồi kia mình có nhớ hồi mình đi về mình đi du lịch Thái Lan á, cái có mấy đứa nó đi du lịch chung á, rồi mấy cô anh chị mà nhỏ là xài iPhone mà bự gì không à, mà mình xài cái này trong bụng mấy chỉ, mỗi lần mà kêu chụp hình mà tự nhiên mình cũng đi, tại vì bên đây mình không có đi mấy cái vụ phone, mọi người không có đi cái vụ phone, quên đi là người ta sẽ nhìn vô cái phone người ta đánh giá mình ha, không để ý hay xài hay chồng xài cái phone của bằng cực kỳ, mà không biết năm 1900 hồi đó không cường chứ. Nè nè, giỏi ăn cơm. Ôi trời đất ơi, nó đừng nó mi không thích làm mặt xấu gì đâu, ghê quá. Anh mình to ra ngày nay mình làm chả lụa, chả lụa cho hai đứa ăn. Trời ơi, hai đứa này ăn chả lụa là mình phải tự làm, chứ cái kiểu mà mua ăn không xiết.
một đòn 20 đồng mình nó ăn chắc chừng 2 ngày sạch rồi. Xanh hết chưa? Hết rồi phải không? Rồi em mình to lên. Tại vì mình làm nhiều công chuyện quá thành ra mình úp cho ăn cho lẹ nè. Mình cho từ nhỏ mình cho ăn đồ Việt Nam nha, vậy chứ mà giờ cho đồ Tây đồ ngồi múc ăn tỉnh lắm, mà tới đồ Việt Nam mà trời ơi là mì bún đồ là tự động ăn hay lắm, mà cơm đồ là ngán không thích ăn. Nhưng mà tối mình cho nó ăn cơm để cho nó no bụng á, đang nó ngủ. Nè con, tại nó quen là giờ này ăn á là ba má ngồi ăn rồi ảnh chỉ ăn á, bây giờ mà ăn hai đứa dễ vậy nó chịu. Nhai nha Xanh. Xin chào mọi người đi ơi, Xanh xin chào mọi người nè. Hello, Xanh nói em. Xanh nói má nè. Ô ô, không nghe lời má hả? Hello, hello, hello. Thôi không làm nó đâu, ghê quá mắm cái đó. Xanh nhai hết chưa? Giỏi. Mommy, your face is pretty. Ah, say cheese. Good. Mì co. Để lên. Chị này á thì người đứa em hồi lúc sanh chị á là đứa em gái mình giữ từ nhỏ cho tới lớn. Còn cái anh này á đẻ ra là bà chị. Thành ra bà chị bớt cưng thằng này lắm nè. Phải không con? Sáng nay nhìn lên nè, nhìn lên kìa. Thích không? Gì gì đâu? Nhớ gì gì không? Thường á, cái ngày mình làm á là chị mình là giữ hai đứa nhỏ giùm. Thành ra mà thường mà ví dụ như holiday mà ngày nghỉ hoặc là cuối tuần rồi này kia mà không đút chị ảnh ăn đầy đủ á là bà chị mình mới qua bà ẩm là bà nói nhẹ này kia là bà đầu bị vũ á, thành ra bà đây không đút cho con ăn. Nhiều khi người biết mình cũng đút mà nó gì nó giữ nó vô chế độ lắm kìa. Trời, giờ nào ăn y như ba nó, giờ nào ăn còn mình á, cái cà nanh này nọ giống nhẽo đầu này kia sợ gì lắm, sợ gì. Thương ba ba, còn má mi là trắc quớt á, má mi là không khe không suy nghĩ suy nghĩ gì hết. Ở trên Xanh ăn nha. Giờ tới cục thịt nè, đó. Để Xanh, để lên ăn đi để mấy má tắt nha. Đâu nhai cho má coi coi. Xanh nhai má coi coi. Răng là để nhai nha, chứ không có để ngậm nha. Đúng rồi. Đi Xanh nhai má tắt nha. Nhai đi. Có lúc mình lấy y cái con spider, mọi người con nhím nhện, ảnh sợ con nhím nhện, mình lấy con nhím nhện là ảnh nhai hết. Mà ngày nay quay phim cho mọi người coi á, thì mà mình bắt buộc mình phải để cái này đang cho anh tập trung. Chứ ngày mình đúc là không bao giờ có cái vụ này. Mình đúc á là mình cho ngồi đằng cái ghế kia à, là không có phone không có gì hết, ăn xong mới thôi. Còn tại giờ mình làm nguyên video cho mọi người, cần mấy ảnh tập trung á thì mình để video cho ảnh coi. Mẹ ơi, mẹ muốn ăn. Nè con. Wow. Yeah. Để lên nữa nha. Cái nữa. Làm không có ngon. Trời ơi. Cái này có hỏi không có ngon. Ăn thịt nè. Ngày nay mình ăn chay chắc mình ướp vô nó không được ngon hay sao? Chứ nó ăn không được ngon. Tới giờ đút ăn mà hai mẹ con như dành lộn với nhau vậy đó.
Anh này á giống như ba ba ảnh vậy, riết từ từ làm như không muốn ăn thịt nha mọi người. Mỗi lần ăn thịt ha này kia là phải ép ăn á. Còn mới nhai xong cũng nhả xả đấy. Gì? Nhả cái xác ra hết à. Đi con hả? Mỗi lần ăn mà như vậy đánh lộn gì đó. Baby bird. À, mình đút cho ăn cơm không vậy nè, mình nói mình múc từng muỗng cơm không vậy, rồi xong á mình cho ăn thịt riêng chứ mà. Hello, Mika lại đây. Lại đây má. Hello, công chúa của tôi nè bà con ơi, mọi người có trương công chúa tôi không? Giờ ăn xong rồi mình làm gì? Ăn xong rồi mình làm gì? Yeah, we play the one that mommy biết là hồi mommy mua này dạng đồ quýt mà. Nhưng mà máy sinh của mommy chưa cái chỗ dạng đồ của mommy. Cái hàng phố quýt là mommy đi to cái chỗ place where you can làm cái giặt đồ. dạng đồ phải không? Laundry Yeah, laundry store. Someone go làm laundry store up there. There's so many blankets and Lock, no, so it's called laundry service. Chỗ giặt đồ. Cô con đứng đứng lên. Xuống. Nó mày đốt cơm không á mọi người. Ăn xong nè, rồi tôi phải rửa nóng chén nè. Rồi lên xếp đồ xong nè, rồi thay đồ cho hai đứa, rửa sơ hai đứa rồi bắt đầu lên lên DJ rồi bắt đầu thay đồ ngủ nè. Mình ráng đút cơm ăn xong hết, cuối cùng mình cho ăn thịt. Chứ mà thịt chứ cái này là gì nó biết nè, nó chứ mình không biết. Mình đốt cứ thịt rồi mình dọng vô là nó không ăn, thà cơm không vậy đi, rồi chút mình ăn thịt xong. Thì mình đẻ hai đứa chứ đa số là mấy dì đầu này kia mình có bên đây dì đầu này kia phụ chứ không mấy hả, thiệt á. Thời gian mình không có đủ á mọi người, sao thấy mình làm xà quần hoài, dọn dẹp nhà cửa cơm nước rồi rửa chén. Thì xong cái tới qua giặt đồ nè, cái ngày nào cũng sáng thức dậy cái lo cơm nước cái rửa chén xong lên làm cái cơm nước giặt giũ u chơ làm hoài có nhiêu đó, mình có nhiêu đó công chuyện á. Nhiều người tuổi mình giờ ta thành đạt không biết lên tới cung trăng, còn mình cứ vòng vòng cái đấy. My neck is so long and my neck is so strong. I can crush my head over it, driving my zone. I'm a dinosaur. I'm the biggest dinosaur in the whole universe. Chuyện bạn bè mình á, hồi xưa mình đi làm cái nghề xuất nhập khẩu mọi người, bạn bè mình giờ người nào nấy lên cung trăng hết á, giàu cái sao giàu á, ta nữ doanh nhân, nữ doanh nhân rồi doanh nghiệp đồ không, mọi người mở công ty đồ này kia, địa vị xã hội hết trơn. Mình ngày giờ này cứ làm xung quanh cái bếp đứa con. Bếp nút con cái dọn dẹp làm như qua đây làm người ở, làm người ở cho ba cha con nè, ăn con anh minh to lên cơm nước. Giờ ta bển đã có người ở người ta lo hết, còn đây con này gì na này bát hả, thấy chưa, chị hiểu thấy chưa, ý là nói là bên bên kia Việt Nam xuống vậy là bên đây là bát hả, hỏi tôi vậy là bát hả, đúng không? Sao chứ hết thấy mồ nhiều cái mâm đâu có được giống mami đâu, có ở nhà giữ con nè, bát gì no đâu có bát đâu, lucky mami lucky lắm á, mami lucky mới được ở nhà chăm con nè, đúng không? Thì mình nhìn lại mình cũng thấy mình cũng được may mắn ra cũng được chăm được vô duyên à. Không tự nhiên cây vô lỗ tai nhớ hát chúng nhớ điếc sao trời nó cứ chơi kỳ cục à. Hãy miệng ra con.
của em make it so sad. I got Christmas over. Rồi, ăn nhiều rồi, thôi giờ cho thịt đi, giờ bắt đầu cho thịt nha. What's up? Miko. Papa. Love you, Papa. I miss you, Papa. You are the best daddy. Miss you, Papa, này con. Nè, son. Papa, chào. You see, get it? You see your boy? Hello. Son, đứng dậu, đứng lên cho má. Thôi mọi người coi nè, nó bây giờ ba đi làm ban đêm nó. Ba. Nó nhớ ba rồi đó, nó khóc rồi đó. Nó. Phanh tay lại son. Quýnh chị hai đau nè. Ồ đau lắm rồi nè. Đứng vô giúp tờ. Phanh tay lại. Đứng vô. Ba đi mất có chút xíu là bây giờ cái nhà quậy rồi phải không? Tắt đèn nữa nha, tắt đèn nữa nha. Muốn không? Rồi. Đi vô đây đứng cho má. Come here. Xanh vô đây đứng cho má. Xanh vô đây đứng cho má. Hộ xạo đó không? Là giờ làm bộ nói ăn rồi, đặng đi xuống dưới mở đèn kìa. Không có cho ăn nữa, đi vô đây đứng cho má. Tắt đèn nha. Má tắt đèn nha. Má tắt đèn nha. Má tắt đèn nha. Xanh vô đây đứng cho má. Đứng đây. Come here. Đứng. Bát hả? Anh nói cái đèn xấu quá, anh quýt cái đèn nè. Ba mới đi làm là đã quýt ăn hết. Go away kìa. Kêu mình go away kìa mọi người. Ồ rồi bắt đèn. Ồ để tay, chắp tay xuống đất giúp bà ngoại kìa. Nó giúp cậu hai kìa. Trời ơi sao mà giúp đủ người hết nè. Những người tôi yêu thương không mà nè, nó giống hết rồi trơn nè. Bye. Rồi tắt đèn luôn, đi ra đi. Ok bye bye, bye. Tắt đèn tới thui luôn. Đi con. Xanh, má nói nghe không? Vô đây đứng cho má, phanh tay lại. Vô phanh tay lại, tắt đèn nè. Nè, tắt đèn nha mọi người, tắt đèn nha. Ê, anh thấy coi, camera mình còn sáng, anh nhảy lại kìa. Rồi, giờ xanh lại, xanh hung chị hai. Xin lỗi chị hai đi, sorry hai đi. Rồi, tắt đèn rồi, đi ra đi, bye bye. Bye. Tắt đèn đi mấy con. Bye luôn nữa kìa, thứ dữ không? Vô ôm hai, xin lỗi hai đàng hoàng. Love you hai. Sorry hai đi. Ăn kìa. Sao con? Con đau lắm hả con? Thương không? Mọi người có thương bên con không nè? Nè con ảnh kìa. Con là biết là được sao rồi. Ôi cha ơi, thiệt có tôi mệt chứ có... Ba nó đi chưa về có chút xíu mà nhờ hai chị em. Nó làm rằng. Xanh à. Please, can we play? Có ai chịu nổi không nè, ôi cha ơi. Có ai chịu nổi ảnh không? Mấy con. Okay, chị tự chơi đó, chị nói chị làm laundry service á, là giặt đồ á đó. Bây giờ một đống quần áo như vậy rồi xếp làm sao cho tôi coi coi. Bắt lên, bắt máy lên. Đó, mọi người coi mi con xếp đồ này nha. Mấy cái khăn lau mặt của em chị đó. Tại sao con làm vậy? Tại sao con lựa ra vậy? Ờ, là con nói là nói tiếng Việt làm sao? Màu gì? Màu con lấy màu giống. Màu hồng. Con lấy màu hồng giống cái. Mấy con lấy nó này với màu. À chị nói chỉ phân loại ra phải không? Là mình nó phân màu hồng đi với màu hồng, còn màu này đi với
Cơm nói mọi người coi chị Sếp này nha. Ai dạy con Sếp vậy ạ? Ai chỉ con Sếp vậy ạ? Con thấy ai Sếp mà con bắt chước hay ạ? Ồ, tự con làm biết làm như vậy hả? Đó, mọi người coi chị Sếp nè. Để cho nó cùng hướng với nhau nha, con nó mới đẹp nha. Con nhìn kỹ lại coi con bỏ nó có the same way không vậy? Cái khăn của con á, con put it in the same place or no? Cái viền nó nằm ở sao, nhìn cái hai cái dưới thì mình phải để giống đúng không? Đúng rồi, ngược lại. Đúng rồi. Hay quá. Thấy chưa? Cục cưng của tôi giỏi chưa? Ồ hay coi, mình trước khi mình để xuống mình phải nhìn con phải nhìn coi con làm đúng không kìa. Cái cuối cùng con làm có đúng không? Đừng có làm nhanh quá, mình phải làm từ từ, cái cuối cùng, cái last one á. Ừ. Con để có đúng không? Đúng rồi. Nhìn coi phải không? Dạ. Yeah. Thấy không? Đó, vậy mới đúng. Giỏi. Mình phải làm từ từ, mình làm cho đúng. Sao? Nào mami với papa hả con? Ôi cha má, anh cha cài cầm hình lại đó, mami với papa. Mami với papa hả con? Không mami đi. Không mami đi, kiếp hình. Đó, con làm từ từ mà nó đẹp đúng không? Thấy chưa? Mọi người thấy tôi huấn luyện lính của tôi chưa? Giỏi chưa? Nè, tự bận đồ, tự thay đồ, tối tự thay đồ ngủ ra luôn nè. Giỏi chưa? Rồi giờ tới bên đây, Sếp sao đây? Mấy cái khăn này mọi người thấy mình xài kỹ hay không? Xài mi con từ nó 1 tuổi mà giờ nó 5 tuổi mà mình vẫn còn xài đó. Không có bỏ đó. Còn mấy cái khăn này, it's okay. Còn mấy cái khăn này mình dư mình còn không dám xài nữa nè. Ok. Xài nó bạc màu luôn đây nè. Mà vẫn còn xài được. Chỉ nó bạc màu thôi. Ý chị nói cái này mỏng dánh thành ra chỉ làm vậy á. Mọi người có nể mi con chưa? Thấy chưa? Chị thấy mỏng quá, chị để cặp đôi vậy chị xếp lại á. Trời ơi, mi con quá giỏi luôn. Giỏi quá. Good job. Thấy mi con có giỏi không? Con thấy không? À, con show abuelito abuelita đi. Abuelo abuela đi. Sí. Abuelito abuelita. See how mi con doing the job. Love you. Love you. Bye bye. Bí xì ba. Ra mi con, trời ơi, chị ông hỏi muốn ăn gì ông qua đây, ông nói giọng bí xì kìa. Bí xì ba. Bí xì ba kìa, nên bí xì kìa.